hàng dòng sông tuyệt vời của đất nước ta, là nơi phát sinh và phát triển nền văn minh lâu đời độc đáo của dân tộc. Gần đây chúng ta ưu tiên đầu tư cho đường bộ, hàng không, song không vì thế mà có thể quên lãng một tài nguyên hiếm có là hệ thống đường thủy nội của Đảng Lao động Triều Tiên để bàn về cái tính nghiêm trọng trong hạn chót mà họ đưa ra để có được cái tiến bộ trong đàm phán với Mỹ. Mà theo Triều Tiên thì là vừa rồi là Mỹ cũng đã phớt lờ những cái hạn chót mà Triều Tiên đưa ra đó. Và việc KCNA công bố những cái tấm ảnh vào tuần trước cho thấy là nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cưỡi ngựa. Đêm nay đời ta có nhau ngày mà. Thay lòng bằng quân.